xem tử vi tháng 4 âm lịch năm 2023 cho người tuổi sổ may mắn ngập tràn nhưng cẩn thận bị ghen tị bước sang tháng 4 âm lịch những chú trâu gặp khá nhiều điều kiện thuận lợi tuy nhiên còn giáp này vì vô tư tiết lộ những chuyện không nên khiến cho kẻ xấu có cơ hội tìm cách gây hại Nguyệt lệnh mộ cho thấy đây là thời gian để bạn có cơ hội gây ấn tượng với cấp trên hay đồng nghiệp, đặc biệt là những đối tượng bạn muốn gây ấn tượng tốt như là người thân, bạn bè hoặc vợ, chồng. Tuy nhiên, trong công việc bạn nên đẩy nhanh tốc độ hơn, có thể vì quá cẩn thận nên bạn đang làm chậm lại tiến trình của mọi việc. Tốt hơn hết, bạn nên tối ưu thời gian của mình để gia tăng tính hiệu quả. Thực thần xuất hiện trong tháng này cho thấy bạn có nhiều may mắn, thậm chí có cơ hội thu hút vận may về phía mình. Không những thế, bạn cũng có khá nhiều thời gian cho việc kết nối với bạn bè, đồng nghiệp và nhờ thế mà cải thiện mối quan hệ với họ. Tạm hợp ghé thăm, thời gian này cho thấy chuyện tình cảm của người tuổi sủ sẽ tốt đẹp hơn nhiều so với những tháng trước đó bạn có quyền hy vọng về những tin tốt lành đến với mình trong tháng này. Con người độc thân thoải mái hơn với các cuộc hẹn hò, mở ra những cơ hội mới cho bản thân. Nhị hắc nhập cung chỉnh bắc cảnh báo tình trạng sức khỏe đáng báo động của bản mệnh trong tháng tư âm lịch này. Bạn nên chú trọng đến vấn đề ăn ngủ, ngủ nghỉ, đừng để tái phát bệnh dạ dày hay bệnh liên quan đến đường ruột, tiêu hóa. Xem tử vi tháng 4 âm lịch năm Quý Mão 2023 cho người tuổi Sửu qua từng phương diện trong cuộc sống một luận về phương diện sự nghiệp tháng Đinh Tỵ bạn mệnh đang rất làm tốt nhiệm vụ của mình lúc này nên tiếp tục hoàn thành những gì bạn đang làm tốt và tránh rẽ vào những miền đất xa lạ đây không phải là thời điểm tốt để kỹ kết thỏa thuận mới Tuy nhiên, không phải ai cũng hài lòng với cách bạn làm việc, nhất là khi ngộ quỷ hung tinh điềm bảo có tiểu nhân quẩy phá ảnh hưởng cuộc sống của bạn. Dù cho cố gắng hài hòa nhưng bạn vẫn có thể nổi nóng khi nhận kẻ phá đám xuất hiện trong cuộc đời bạn, rắc rối cũng có thể xuất hiện dưới dạng kiện tụng hay tranh chấp pháp lý. Thời gian này người tuổi sủ nên dự kính một số bí mật trong kinh doanh của riêng mình, tránh để vô tình tiết lộ khiến cho kẻ xấu nhân cơ hội này để gây hại cho bạn. Ngoài ra, hãy nhớ rằng xung quanh bạn vẫn còn nhiều người tốt bụng, do đó đừng để bản thân rơi vào tình trạng nhạy cảm quá mức, khiến bạn phản ứng vượt khỏi tầm kiểm soát. Hãy bình tĩnh và luôn luôn chủ trọng trong mọi tình huống nhé. 2. Luận về phương diện tài chính phương diện tài chính xét thấy có khá nhiều hay ho đối với người tuổi Sửu Ngũ hành tương sinh mở ra những cơ hội mới, nhất là với những ngày ham học hỏi, bạn có thêm nhiều thông tin hữu ích để có thể gia tăng nguồn thu nhập hoặc lợi nhuận cho mình. Tuy nhiên, người tuổi sụ cũng cần phải có thời gian cân nhắc và lựa chọn một cách thận trọng. Hãy cẩn thận về tài chính vì mọi việc có thể sẽ không tốt đẹp như bạn tưởng tượng. Lúc này nên ưu tiên việc tìm hiểu đây không phải là thời điểm tốt để tham gia, liên danh hay hợp tác mới. Kể cả nếu có những cơ hội vô cùng hấp dẫn, hãy đợi đến tháng sau. Trong kinh doanh, bản mệnh cần tỏ ra trừng mực khi đưa ra quyết định. Đây không phải là lúc bạn có thể mạo hiểm tránh đầu tư một lượng tiền lớn hay thay đổi cách làm việc nếu mọi thứ đang ổn. 3 luận về phương diện tình cảm gia đạo tháng mới con giáp người tuổi sủ đừng để những chuyện cũ gây phiền não hứa hẹn đây là tháng tràn trề hy vọng cho con giáp này vì thể hãy chủ động hơn trong các mối quan hệ tam hợp đã bật đèn xanh cho người tuổi sủ đang e ngại chưa giảm tỏ tình thì nay hãy chủ động tấn công bạn dễ thành công nếu bày tỏ trong tháng Tư âm lịch này có thể nói sau nhận sóng gió thì tháng tư âm lịch năm quỷ mão đối với người tuổi Sửu báo hiệu những tín hiệu tích cực về phương diện tình cảm giải tỏa những lo lắng đang ngự trị trong lòng bản mệnh suốt thời gian vừa qua các cặp đôi cũng rất dễ đón tin vui bầu bỉ cười hỏi trong thời gian này nhìn chung dù là tình gì cũng mang lại cho bạn nhiều năng lượng tích cực hơn bạn có thể nghĩ bốn. luận về phương diện sức khỏe. Sức khỏe của người tuổi Sửu trong tháng 4 âm lịch này có vẻ tốt hơn, dễ đạt được cân nặng như bạn mong muốn. Ngoài ra, bạn tránh nên thức khuya khiến cho cơ thể mệt mỏi vào sáng hôm sau. Giấc ngủ và ngủ nghỉ là cách tốt nhất để phục hồi sức khỏe hãy đảm bảo bạn được ngủ đủ giấc trong ngày, thường xuyên giải lao và có quản nghỉ để tăng cường sức khỏe, tăng cường khả năng tập trung. Hơn nữa, thời điểm thẳng đinh tỵ, lục phủ ngũ tạng hoạt động mạnh hơn, đặc biệt gan dễ bị tổn thương, từ đó ảnh hưởng tới huyết quản, tim và thận, hãy quan tâm tới những vị trí này của cơ thể. Cẩm nang phượng phận cho từng tuổi sửu vào tháng 4 âm lịch năm 2023 như sau. Một tuổi kỷ sửu mệnh hỏa, năm sao thủy diệu, nữ sao một đức khẩu quyết, vận trình ti hành thông nhưng vẫn phải thận trọng, nếu không sẽ gặp những rắc rối không đáng có. Quý nhân phù trợ, tuổi giàu, tuổi tỵ tiểu nhân, tuổi ngọ, tuổi môi, màu sắc may mắn, màu đỏ, màu vàng. 2. Tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 mệnh thổ, nam sao một đức nữ sao thủy diệu, khẩu quyết. Lời khuyên dành cho bạn nên dành nhiều thời gian hơn cho bản thân. Quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi hài tiểu nhân tuổi Tuất, tuổi môi, màu sắc may mắn màu trắng, màu đen. 3 tuổi quỷ sửu sinh năm 1973, mệnh mộc, nam sao phân ngữ, nữ sao la hầu, khẩu quyết, đào hoa nở rộ con đường tình duyên đã tươi đẹp hơn trước. Quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi tí, tiểu nhân, tuổi ngọ, tuổi tuất, màu sắc may mắn, màu hồng, màu tím. 4. Tuổi ất sửu sinh năm 1985, mệnh kim, nam sao thủy diệu, nữ sao mộc đức, khẩu quyết. Việc đang làm rất thuận lợi, chưa vội để thay đổi vào lúc này. Quý nhân phù trợ tuổi hợi, tuổi mão, tiểu nhân, tuổi thân, tuổi dân, màu sắc may mắn, màu đỏ, màu xanh lá. Năm, tuổi đinh sửu sinh năm 1997, mệnh thủy, nam sao một đức, nữ sao thủy diệu, khẩu quyết, cần chú ý chăm sóc tới sức khỏe tinh thần hơn, tránh tự tạo áp lực cho mình. Quý nhân phù trợ tuổi sửu tuổi tỷ, tiểu nhân tuổi ngọ tuổi dậu màu sắc may mắn màu hồng màu vàng